Tử vi tuổi Nhâm Tý 1972 năm 2022. Xin chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Phong Thủy Gia Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ, truyền tải các kiến thức về tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh. Đặc biệt được hướng dẫn và tư vấn bởi thầy Gia Cát, một trong những bậc thầy về phong thủy nổi tiếng tại Việt Nam. Quý vị thân mến, xem tử vi của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 về sự nghiệp, công danh, gia đạo, tình duyên, tài lộc, sức khỏe và sao chiếu mệnh năm 2022 sẽ giúp mệnh chủ tuổi Nhâm Tý nắm bắt được những điều tốt và xấu, để từ đó có những chuẩn bị tốt nhất, có được may mắn và giúp mọi việc được hanh thông trong năm Nhâm Dần 2022. Và bây giờ, hãy theo dõi video để cùng chúng tôi tìm hiểu về tử vi của tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong năm Nhâm Dần và nhận những lời khuyên từ các chuyên gia phong thủy hàng đầu tại Việt Nam. Đặc biệt, phần tử vi ngày hôm nay được luận giải bởi thầy Gia Cát và các chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm về tử vi và phong thủy. Trước khi nghe kênh Phong Thủy Gia Cát chia sẻ tiếp thông tin, quý vị đừng quên bấm like, đăng ký kênh, nhấn vào tín hiệu chuông để có thể nhận được những thông báo mới nhất của kênh và có thể biết thêm nhiều thông tin hữu ích. Quý vị thân mến, để có được một năm mới may mắn và bình an, vào đầu năm các chuyên gia phong thủy khuyên mọi người nên làm lễ nghênh Thái Tuế khi cũng giao thừa ngoài sân. Như quý vị đã biết, Thái Tuế năm 2022 là hạo ngạc Đại Tướng Quân. Dưới chân của Đại Tướng Quân có một con hổ. Để cho vận trình sự nghiệp, tài lộc, sức khỏe và gia đạo được hành thông thuận lợi, thầy Gia Cát khuyên mệnh chủ tuổi Nhâm Tý hãy luôn mang bên mình một kim bài Thái Tuế. Vật phẩm sẽ giúp mệnh chủ nghênh đón Thái Tuế, mang lại may mắn và bình an. Đặc biệt, kim bài Thái Tuế của kênh Phong Thủy Gia Cát được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chi chú, xem ngày sử dụng cho mệnh chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất hiện nay, vậy nên mệnh chủ có thể hoàn toàn yên tâm khi sử dụng kim bài Thái Tuế của thầy. Sau đây là phần tổng quan tử vi của các bác Nhâm Tý trong năm 2022. Người tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 có mệnh tang đố mộc. Ngay từ nhỏ, bản mệnh đã gặp nhiều trắc trở, trải qua đủ mọi hoàn nạn, khó khăn. Đến thời trung niên, vận mệnh khởi sắc, không cần phải lo cơm ăn áo mặc, sự nghiệp hanh thông, tài lộc dồi dào. Nam giới tuổi Nhâm Tý lấy được vợ hiền, tuy sống an nhàn nhưng hay phải lo nghĩ, tình cảm gia đình lạnh nhạt, không được nhờ anh em, mọi chuyện đều phải độc lập tự mình quán xuyến. Nữ giới là người có số mệnh tốt lành, cả đời nhàn nhã, sung sướng. Họ là người thông minh, học rộng, biết nhiều, hiểu biết luật pháp và cũng rất tôn trọng lễ tiết truyền thống. Họ đề cao tính tập thể, đoàn kết, tuy đôi lúc họ thể hiện thói ích kỷ, song về bản chất, tính cách họ rất hòa nhã, thân thiện, luôn quan tâm, chăm sóc người khác. Bản thân họ cũng là người rất trọng danh dự, luôn giữ gìn hình tượng của mình. Địa chi của cô chú tuổi Nhâm Tý trong năm 2022 là Tý gặp Dần, không xung khắc, mọi thứ diễn ra khá suôn sẻ và tốt đẹp. Còn về thiên can của cô chú tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 trong năm 2022, đó là Nhâm Dương Thủy, gặp Nhâm Dương Thủy là Tỷ Kiên, nghĩa là ti hòa với bản mệnh. Trong năm, mệnh chủ tuổi Tý cần đề phòng tranh chấp với anh chị em hoặc bạn bè người thân xung quanh. Mọi người cũng cần cẩn trọng, có tiểu nhân quấy phá, điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến việc mà bản mệnh đang tiến hành. Ngoài ra, mọi người cần chú ý nghỉ ngơi, ăn uống điều độ, hoạt động thể dục, thể thao, tránh quá sa đà vào công việc khiến đầu óc căng thẳng, thân thể suy kiệt, dẫn tới bạo bệnh. Tháng may mắn trong năm 2022 của cô chú là tháng 1, tháng 11 và tháng 6 âm lịch. Xem tử vi năm 2022 của cô chú tuổi Nhâm Tý cho thấy, tuổi hợp với mệnh chủ là Giáp Thìn 1964, Bính Thìn 1976, Mậu Thìn 1988, Mậu Thân 1968, Canh Thân 1980 và Nhâm Thân 1992. Bên cạnh đó còn có các tuổi kỵ như Bính Ngọ 1966, Mậu Ngọ 1978. Cuối cùng là sao chiếu mệnh của mọi người trong năm 2022. Tuổi Nhâm Tý năm nay gặp phải sao Vân Hớn chiếu mệnh. Sao Vân Hớn là một hung tinh chủ về bệnh tật, nữ mệnh khó sinh hoạt huyết quang, nam mệnh thì quan trường bất lợi. Gia đình bất an, điền sản bất vượng, tự phải cẩn trọng.
Ngoài ra, khi sau này chiếu mệnh, làm ăn mọi việc đều trung bình, khẩu thiện, phòng thương tật, đau ốm, nóng nảy, mồm miệng. Nam gặp tai tinh bị kiện, gặp nhiều bất lợi. Nữ không tốt về thai sản, nhất là vào tháng 2, tháng 8 âm lịch. Với nữ mệnh tuổi Nhâm Tý trong năm 2022 bị sao La Hầu chiếu mệnh. Đây là một hung tinh thuộc vào hành kim, là sao hạn mang đến những điều không may, bất kể đó là nam hay nữ thì cũng đều phải cẩn thận. Khi bị sao La Hầu chiếu mạng, rất dễ bị hao tán tiền bạc, đa sầu, đa cảm hay bệnh tật khẩu thiệt, thị phi. Nghĩa là sao này rất chủ mồm miệng, dễ gặp phải các chuyện thị phi liên quan đến công quyền và tranh chấp, hoặc sẽ có nhiều chuyện phiền muộn trong lòng không đáng có. Ngoài ra, việc tìm lành tránh dữ là nhu cầu và nguyện vọng lớn lao của mỗi người. Trong nhu cầu ấy có cầu an và giải hạn là hết sức cần thiết, đặc biệt là nghi lễ ngành sao giải hạn hàng năm. Để đáp ứng nguyện vọng ngành sao giải hạn, Thầy Gia Cát có tiến hành nghi lễ ngành sao giải hạn năm 2022 cho tất cả mọi người, mọi nhà, đặc biệt là mệnh chủ tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Để đăng ký tham gia nghi lễ ngành sao giải hạn, mệnh chủ hãy liên hệ trực tiếp với đội ngũ tư vấn của Thầy Gia Cát. Và trong thời gian này, Thầy Gia Cát sẽ tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí tại văn phòng. Vậy nên mệnh chủ tuổi Nhâm Tý hãy liên hệ ngay với đội ngũ trợ lý của Thầy để đặt lịch gặp Thầy và được tư vấn hoàn toàn miễn phí về tử vi, phong thủy, các vấn đề trong cuộc sống mà mệnh chủ đang gặp phải. Bản mệnh Nhâm Tý trong năm 2022 cần cẩn trọng và chú ý trong tháng Bình Ngọ, tức tháng 5 âm lịch, từ ngày 30 tháng 5 đến ngày 29 tháng 6 dương lịch. Đây là những ngày đại kỵ với gia chủ Nhâm Tý. Do những ngày này, gia chủ cần hết sức đề phòng tiểu nhân, tìm cách quấy phá và những thị phi không đâu ập tới. Vào ngày này, mệnh chủ cũng tuyệt đối không nên khai trương cửa hàng, không nên tiến hành những việc đại sự trong nhà. Nếu cứ tiến hành vào những ngày này có thể gây ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh ngày sau. Nhìn chung, gia chủ tuổi Nhâm Tý không nên tiến hành những công việc trọng đại, quan trọng. Quý vị thân mến, trong phần tiếp theo của chương trình, kênh Phong Thủy Gia Cát xin chia sẻ rõ vận trình của các bác tuổi Nhâm Tý trong năm 2022 qua từng phương diện cụ thể của cuộc sống. Thứ nhất, về sự nghiệp, quan vận. Năm 2022, mặt sự nghiệp của các bác tuổi Nhâm Tý dễ dàng gặp được sự trợ giúp của những người có chuyên môn thâm niên, giúp mở rộng tầm nhìn, xác định rõ ràng mục tiêu, phương hướng. Điều đó còn khiến cho các bác tuổi Nhâm Tý có được quyền lãnh đạo trên cương vị công tác. Sự nghiệp cùng công việc học tập của các bác tuổi Nhâm Tý được phát triển mạnh mẽ. Những cố gắng của các bác trong năm nay sẽ được đền đáp xứng đáng. Sự nghiệp phát triển đồng thời cũng có nghĩa áp lực luôn đi theo. Bởi vì cái gọi là người tài giỏi thì luôn có nhiều việc phải làm. Bên cạnh đó, đôi khi các bác sẽ gặp phải những khó khăn, nhưng các bác hãy yên tâm. Đó chính là quý nhân luôn luôn có ở bên cạnh, giúp mọi người vượt qua hết tất cả những khó khăn sóng gió. Đặc biệt để mọi việc hành thông thuận lợi, mệnh chủ tuổi Nhâm Tý cần phải mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn, giúp các mối quan hệ được phát triển, hóa giải xung khắc không may xảy ra. Đồng thời với năng lực ngưng tụ thiên, địa, nhân sẽ giúp các bác tuổi Nhâm Tý kích tài lộc, may mắn, thuận lợi trong sự nghiệp, chiêu mời quý nhân phù trợ trong năm 2022. Thứ hai, về mặt tài lộc tiền bạc. Tử vi năm 2022 cho thấy thái tuế lưu niên cùng với mệnh chủ tuổi Nhâm Tý có mối quan hệ tương sinh, sức lực tăng mạnh, mệnh chủ có quý nhân trợ giúp. Với sự chỉ dẫn của quý nhân, các bác tuổi Nhâm Tý vẫn có thể đạt được thu nhập ngoài công việc chính. Ví dụ như kinh doanh nghề phụ hoặc kiêm chức cũng sẽ đạt được không ít thêm thu nhập. Nhìn chung đây là một năm có tài vận chính ổn định. Làm việc càng nhiều, càng được nhiều, mệnh chủ chịu khó bỏ công sức ra chắc chắn sẽ có lại được thành quả ngoài mong đợi. Bên cạnh đó, tài vận tốt nên bản mệnh hãy cẩn thận kẻo bị người khác lừa dối. Một chút bất cẩn cũng dẫn đến phá tài, kẻ xấu dẫm đạp hoặc đầu tư thua lỗ. Ngoài ra, để cải thiện vận may trong sự nghiệp và tài lộc, Thầy Gia Cát khuyên bản mệnh hãy luôn mang bên mình vòng tay tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Vật phẩm phong thủy sẽ giúp hóa giải những xung sát, thị phi, xua đuổi tiểu nhân, từ đó chiêu mời quý nhân, quý thần tương trợ. Khi những điều xấu không còn, tốt đẹp sẽ đến với bản mệnh, tài lộc kéo đến ầm ầm, may mắn không gì bằng.
Đặc biệt vòng tam hợp quý nhân còn được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng cho quý gia chủ tuổi Nhâm Tý để vật phẩm mang lại công năng phong thủy tốt nhất. Thứ ba, về mặt tình cảm, gia đạo. Ở khía cạnh tình yêu và các mối quan hệ tình cảm, năm 2022 có thể là một thách thức và rắc rối lớn đối với các bác tuổi Nhâm Tý. Vì trong thời gian này, mọi người có thể cãi nhau rất nhiều về các vấn đề tình cảm. Từ đầu năm đến cuối năm, bất kỳ có vấn đề nào cũng có thể dẫn đến cãi vã và mất tình cảm. Cách tốt nhất để giải quyết vấn đề này là thảo luận trao đổi với người bạn đời sau khi cân nhắc và bình tĩnh. Mọi người nên tránh hành động thúc đẩy mâu thuẫn hoặc bám vào quan điểm bảo thủ của chính bản thân mình khi có mâu thuẫn xảy ra. Hơn nữa, các bác tuổi Nhâm Tý trong thời gian này do sự nghiệp vượng nên quá mức chuyên tâm phát triển sự nghiệp mà chảnh mảng với gia đình và nửa còn lại, khiến cho đối phương trong lòng bất mãn, làm cho tình cảm rạn nứt. Hai người nên cân bằng giữa công việc với gia đình, dành nhiều thời gian hơn cho gia đình và nửa còn lại của mình. Chính vì vậy, để kích hoạt vận đào hoa, thầy Gia Cát khuyên các bác tuổi Nhâm Tý hãy mang bên mình pháp khí phong thủy, vòng tam hợp quý nhân, thân, tí, thìn. Với năng lực tam hợp khí của vòng sẽ đả thông năng lượng ngưng tụ, thiên, địa, nhân, hóa giải xung khắc, mâu thuẫn với nửa kia, giúp gia đạo yên ấm, tình cảm phát triển và đi lên. Đồng thời, những bác tuổi Nhâm Tý vẫn còn đang độc thân sẽ sớm tìm được đối tượng ưng ý cho năm Nhâm Dần. Thứ tư, về mặt sức khỏe. Bước sang năm Nhâm Dần, các bác tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 cần đề phòng tai nạn ngoài ý muốn gây tổn hại thân thể. Mọi chuyện nên cẩn thận một chút. Các bác cần chú ý hơn sức khỏe của chính mình và người thân già yếu trong nhà, đặc biệt ở phương diện bệnh gan, túi mật. Bên cạnh đó, trong năm nay, bất luận là người lái xe hay đi công tác bên ngoài đều phải giữ vững tinh thần tuyệt đối, không được đi đến nơi nguy hiểm và hẻo lánh. Các bác cần chú ý an toàn giao thông, tránh đi làm về khuya, đề phòng lơ là chủ quan mang đến tai nạn ngoài ý muốn. Đặc biệt, thầy Gia Cát còn khuyên trong thời gian này, các bác tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972 hãy luôn mang bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo. Đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, đem lại may mắn, bình an, đặc biệt là sức khỏe cho gia chủ. Đồng thời, để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất, thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú, xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của các bác Nhâm Tý sinh năm 1972. Quý vị thân mến, trong phần cuối của chương trình ngày hôm nay, mời mọi người hãy cùng kênh Phong Thủy Gia Cát tìm hiểu vận hạn của các bác tuổi Nhâm Tý trong vận trình năm 2022 theo sao hạn để hiểu rõ hơn. Trong năm Nhâm Dần, nam mệnh tuổi Nhâm Tý gặp phải hạn Thiên La. Khi gặp phải hạn này, tâm lý sẽ bất an, quỷ ma quấy phá, bệnh kỳ quái. Hiểu một cách cụ thể thì bệnh này chủ yếu về góc độ tinh thần, trí não, tâm lý, có thể gặp các chứng trầm cảm, lo âu thái quá. Bên cạnh đó còn có cảm giác không được yên tâm, an toàn, thường nóng ruột, tinh thần thiếu tập trung, bồn chồn, nhiều người có thể mất ngủ về đêm và thường mơ thấy ác mộng. Có một số sách khác ghi chép thêm, khi gặp hạn Thiên La này, vợ chồng thường mâu thuẫn, bất hòa, cãi vã, gia đạo lục đục trắc trở, thường xảy ra cãi vã, ghen tuông, lời qua tiếng lại. Còn đối với nữ mệnh Nhâm Tý trong năm 2022 sẽ gặp phải hạn Diêm Vương. Theo những tài liệu cổ xưa để lại, hạn Diêm Vương được cổ đúc trong hai câu thơ. Diêm Vương rất kỵ đàn bà, rủi lâm sản mạn, chắc làm mạng mong. Theo đó, hạn Diêm Vương bất lợi lớn đối với những người thuộc phái nữ. Đặc biệt, những người mang bầu, sinh em bé thì hạn sức khỏe thai sản thường bị đe dọa nghiêm trọng. Tình hình nặng nhất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Nhiều ghi chép khác về hạn Diêm Vương còn cho thấy hạn này ngoài phụ nữ thai sản bị ảnh hưởng nặng nề thì những người bị đau yếu, bệnh tật nếu không được chữa trị cẩn thận cũng sẽ gặp nguy hiểm và rất lâu khỏi bệnh. Trên đây, kênh Phong Thủy Gia Cát vừa chia sẻ với quý vị về vận trình của các bác tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972. Thầy Gia Cát khuyên các bác trong năm Nhâm Dần sẽ cần mang bên mình pháp khí bát bảo tâm kinh, bổ trợ thần mệnh. Đây là pháp khí phong thủy của nhà Phật, mang lại sức khỏe, giúp chiêu vận quý nhân, kích tài, nạp phúc, tăng cường hòa hợp thiên, địa, nhân hợp nhất. Ngoài ra, vật phẩm phong thủy bát bảo tâm kinh đã được thầy Gia Cát trực tiếp khai quang, chỉ chú, xem ngày sử dụng để mang lại tác dụng phong thủy tốt nhất cho gia chủ, đặc biệt là các bác tuổi Nhâm Tý sinh năm 1972.
cảm ơn quý vị đã theo dõi đến hết chương trình ngày hôm nay. Ngoài việc chọn lựa ngày tốt phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc trọng đại, thì để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, hoặc các vấn đề như những dự định công việc, tử vi 12 con giáp, tử vi của bản thân, xin mời quý vị và các bạn hãy để lại thông tin dưới phần bình luận theo mẫu: họ tên, ngày tháng năm sinh, số điện thoại, hoặc có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline đang hiển thị trên màn hình để được tư vấn hoàn toàn miễn phí. Ngoài ra hãy đưa ra ý kiến đóng góp giúp chương trình ngày một hoàn thiện hơn. Điều đó sẽ giúp chúng tôi đưa đến quý vị những kiến thức chuẩn chỉnh. Đừng quên đăng ký kênh để cập nhật những kiến thức mới nhất về tử vi, phong thủy, ứng dụng vào cuộc sống hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong những video lần sau.